con và các bạn thân mến, vào ngày 28 tháng 5 2014, tới đây, xã Tân An, huyện Đắc Bơ, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức ngày hội Internet tại Ủy ban nhân dân xã. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do Quỹ Tiêu và Mingla Gates tài trợ. Đến với ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet miễn phí, tìm kiếm các thông tin thiết thực cho hoạt động sản xuất cũng như các thông tin truy cập nhập về tình hình thời sự, văn hóa, vân vân trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Bên cạnh đó sẽ có các chương trình biểu diễn văn nghệ và trò chơi về máy tính và Internet với phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Trong thời đại ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất phải kể đến Internet với những ưu thế vượt trội.